Đây là cái câu mang mã hiệu là NTH11219012001 nhé. Đầu bài là tên thay thế của ancol có cái công thức cấu tạo này. Đấy. Tên thay thế với cái công thức cấu tạo này thì tên thay thế của nó là gì? Thì em nhớ rằng là cái tên thay thế chính là cái tên quốc tế hay là tên EU pháp ấy nhé. Đấy. Sở dĩ nó gọi là tên thay thế bởi vì người ta quan niệm cái hợp chất hữu cơ được tạo bởi bộ khung xương của nguyên tử carbon và có các nhóm thế đính vào đó. Cho nên nhân đây thì thầy lan man, xin lỗi là thầy lan man một chút, không phải vô cớ mà cái tiết học đầu tiên khi nói về hợp chất hữu cơ, thầy có nói là hợp chất hữu cơ là hợp chất mà tạo bởi bộ khung xương là các nguyên tử carbon liên kết cộng hóa trị với nhau và có các cái nhóm thế đính vào đó, đính vào cái bộ khung đó. Và lúc đó thầy có ví von nó giống như căn nhà được xây dựng bởi bộ khung xương là cái viên gạch và có cái nhóm, các cái cánh cửa, các cái quạt trần, các cái vân vân nóc trên đó chính là các nhóm chức. Em hình dung được chưa? Đấy. Cho nên là không phải vô cớ mà thầy đưa ra cái định nghĩa khác với sách khoa về hợp chất hữu cơ đâu nhé. Người ta quan niệm hợp chất hữu cơ nó giống như bộ khung xương là có nguyên tử carbon, thì nhắc lại như vậy. Trở về với cái nội dung của cái bài này là tên thay thế hay tên EU pháp hay tên quốc tế, thì với cái, những cái trường hợp họ viết công thức cấu tạo loằng ngoằng như thế này, họ viết tắt rồi thì khi mà chưa quen đó thì mình viết lại công thức nó cho nó rõ ràng hơn đã. Bây giờ ta có thể viết lại công thức như thế này nhé. CH2 này, CH này, còn cái CH3, cái CH3 này mình viết nó xuống đây này, được chưa? Đấy. Rồi tiếp theo là hai cái CH2 này, CH2 này, CH2 này, OH này, được chưa? Rồi chúng ta nhớ về các cái bước gọi tên theo EPAC. Bước 1 là chọn mạch chính, phải thỏa mãn các điều kiện là gì? Thứ nhất là điều kiện tiên quyết là phải chứa nhóm OH cái đã. Đấy, chứa nhóm OH thì có cái mạch này là 1 này, mạch này là 2 này. Đấy, đúng không? Có hai cái mạch carbon như vậy. Nhưng mà điều kiện thứ hai là gì? Trong số các cái mạch mà đều chứa nhóm OH thì ta phải chọn cái mạch có nhiều nguyên tử carbon nhất. Thì mạch này có 1, 2, 3, 4, 5 nguyên tử carbon. Trong khi đó mạch này có 1, 2, 3, 4 thôi. Cho nên là ta phải chọn cái mạch trên này. Được chưa? Đấy, vậy trên đây viết là mạch chính. Vậy cái CH3 này chính là cái nhánh. Bước thứ hai là chúng ta đánh số thứ tự các nguyên tử carbon của mạch chính sao cho điều kiện thứ nhất là tổng chỉ số, tức là chỉ số của vị trí nhóm OH cũng như là vị trí của nhánh là nhỏ nhất. Đấy. Đây, chúng ta đánh đi. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu đánh từ trái sang phải thì nhóm CH3 vị trí số 3 và nhóm OH là vị trí số 5, vậy 3 cộng với 5 là bằng 8. Nếu đánh từ phải qua trái thì carbon này vị trí số 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm OH ở vị trí số 1, nhánh CH3 vị trí số 3, 1 cộng 3 là 4, 4 thì nhỏ hơn 8 thôi. Cho nên cách đánh đúng phải là đánh từ phải sang trái như trong trường hợp này nhé. Và cách trên thì bị sai này. Rồi chuyển sang cái bước thứ 3 là gọi tên. Thì tên của ancol sẽ là đầu tiên là vị trí của nhánh này. Nhánh của chúng ta là vị trí số 3, 3 gạch một cái metin. Hết nhánh rồi. Đến mặt chính thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 thì là pentan. Pentan gạch một cái. Nhóm OH ở vị trí số 1 trên 1 ôn. Thế thôi. Đấy. Thì đấy chính là cái tên gì? Tên yêu bác. Được chưa nào? Rồi. Đấy là cái đáp án của câu này nhé. Vậy với cái tên gọi này thì chúng ta chọn đáp án gì nhỉ? C, đúng không? 3 metin pentan 1 ô. Nhớ ở đây thầy có nói đến cái chuyện đánh số nhé, là sao cho tổng chỉ số nhỏ nhỏ nhất. Đấy là cái ưu tiên số 1. Trong những cái trường hợp mà tổng chỉ số như nhau thì lúc đó chúng ta mới xét đến cái điều kiện thứ hai là sao cho nhóm OH ở gần đầu mạch hơn nhé. Đầu tiên em phải nhớ theo cái thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên số 1 là gì? Tổng chỉ số nhỏ nhất. Xong đến thứ tự ưu tiên số 2 mới là gì? Nhóm OH ở gần đầu mạch hơn. Nhớ không nào? Đấy. Thông thường thì ở sách giáo khoa cũng như là nhiều các thầy cô hay dạy các em cái điều kiện số 2, bởi vì cái đó nó trực quan, nó dễ nhận ra. Nhưng mà nhớ rằng là cái đó không đúng đâu. Bởi vì nó chỉ đúng trong những cái trường hợp mà các cái ancol của chúng ta đơn giản. Nếu mà ancol nó phức tạp hơn đôi chút thì cái quy tắc đó là không chính xác nhé. Nhiều khi các thầy cô cứ thích
cái cách dạy làm sao đấy để nó thiên về hình thức một chút, sao cho em dễ nhận, dễ hiểu, dễ bắt chước và dễ làm theo. Nhưng cái nguy hiểm là lại bỏ qua những cái kiến thức nền tảng. Đấy, cái đó rất nguy hiểm. Để chưa nào, phải nhắc lại, khi đánh số thì điều kiện thứ nhất phải là tổng chỉ số nhỏ nhất, sau đó mới xét đến cái điều kiện thứ hai, tức là sao cho nhóm OH ở gần đầu mạch hơn, được chưa, tức là cái chỉ số của nhóm OH nhỏ hơn nhé. Rồi.